Audio Jungle. Xin chào các bạn, tôi là Nhung Huỳnh, đại diện của tập đoàn giáo dục Redhill Education Australia tại Việt Nam. Khối giáo dục Redhill Education bao gồm có 6 trường về công nghệ IT, đó là trường Academy of Information Technology, viết tắt là AIT. Xu hướng toàn cầu hóa hiện nay bắt buộc các công ty và những tập đoàn lớn cần phải có những video clip quảng cáo, những đoạn quảng cáo và những sản phẩm quảng cáo để phát triển công việc kinh doanh của họ. Và để làm những sản phẩm này thì sinh viên phải là người làm việc trong ngành công nghiệp sáng tạo. Và đây là một xu hướng phát triển nghề nghiệp rất là tốt, không phải là một sở thích. Đến với trường AIT thì các bạn sẽ được các giáo viên đem đến cho các bạn những kiến thức và những trải nghiệm thực tế về ngành. Trường có các ngành giảng dạy đó là cử nhân về công nghệ thông tin, đi chuyên ngành về ứng dụng di động. Như các bạn đã biết thì ứng dụng di động hiện nay rất là mật thiết đối với đời sống của chúng ta. Sau khi các bạn học xong thì 100% sinh viên của AIT tìm được việc làm trong vòng 3 tuần sau khi tốt nghiệp. Chương trình cử nhân về truyền thông tương tác, các bạn sẽ có 3 chuyên ngành, đó là về kỹ xảo hoạt hình, về phim và về làm game. Sinh viên của AIT được có cơ hội tham gia những sản phẩm, những dự án làm phim Hollywood. Trình về Bachelor of Digital Design, trong đó có những môn học về design, thiết kế đồ họa, thiết kế web và có thêm những cái môn học về business, những môn học về marketing, advertising. Đây là một cơ hội rất tốt cho các bạn sau khi tốt nghiệp có thể xin được việc làm tại những công ty quảng cáo tại Úc. AIT là đơn vị giáo dục duy nhất được chính phủ bang New South Wales mời tham dự lễ hội âm thanh ánh sáng Vivid Sydney 2015-2016. Môi trường học vừa có sinh viên bản xứ và sinh viên châu Âu sẽ giúp cho các bạn năng động và đem lại sức sáng tạo cho sinh viên Việt Nam rất là nhiều. Ngoài ra, cơ sở đối tác về Anh văn của chúng tôi là trường Anh ngữ Greenwich English College, là một trong những trường nằm trong top 10 về giảng dạy Anh văn tại Úc theo báo cáo của Sở Giáo dục. Chúng tôi đảm bảo đầu ra cho sinh viên sau khi các bạn học xong tại GEC. Hiện nay tại AIT và GEC đều có chương trình ưu đãi cho sinh viên Việt Nam, đặc biệt đối với cơ sở ở Melbourne. Các bạn đăng ký sẽ có cơ hội đạt được học bổng 6.000 đô Úc cho toàn khóa học cử nhân. Và GEC thì các bạn sẽ được tặng miễn phí một kỳ thi Cambridge, TEC hoặc là QET, tại vì trường là cơ sở khảo thí Mulat của Cambridge tại Úc. Công ty tư vấn du học New World Education là đối tác chính thức của tập đoàn giáo dục Redhill Education Australia tại Việt Nam. Đội ngũ tư vấn viên của New World Education sẽ rất là nhiệt tình để tư vấn và hỗ trợ các bạn làm hồ sơ xin nhập học và xin visa. Ngoài ra thì tư vấn viên của New World cũng hỗ trợ các bạn về việc ăn ở đi lại và sẽ giúp đỡ cho các bạn rất nhiều trong thời gian các bạn làm hồ sơ cũng như là sau khi các bạn đến Úc học tập. Hy vọng những gì tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho các bạn có thêm một lựa chọn mới về ngành học khi mà các bạn đi du học và sẽ có định hướng nghề nghiệp tốt hơn.